Hello, xin chào mọi người, mình là Lộc. Thì hôm nay mình xin làm cái clip này á, để test thử cái dây đeo ngực này, để mà làm cái camera hành trình đó. Cái máy mình đang cầm trên tay là cái G7 2016. Thì cái máy này nó không có chống rung. Lát nữa mình mượn cái iPhone 6 Plus để mà quay cho, để mà cái đó chống rung tốt, nhưng mà không biết gắn vô đây ấy, cầm tay ấy, thì nó chống rung tốt, nhưng mà gắn vô đây thì không biết chống rung có tốt không. Thì lát nữa mình mượn để mà mình test thử gắn vô cái dây đeo ngực này. Cái này lên cái này, nếu mà muốn tránh sự chú ý của người đi đường đó, thì chúng ta có thêm cái áo khoác. Thì qua như vậy thì mọi người hay nhìn mình, thì mình có thêm cái áo khoác thì tốt, thì nó cũng đỡ đi cái phần nào thôi. Với lại cái này nó cũng có tác dụng là mình, nếu mà mình quay ở những thành phố lớn á, thì mấy thằng cướp nó hay để ý lắm, thì mình có cái áo khoác thì mình quay thì ít gây cái sự chú ý hơn. Cái này không? Thì mình mới mượn cái iPhone 6S Plus xong, gắn vô cái dây đeo ngực để mà quay thử như thế nào. Thì bây giờ mình mới từ trong nhà mình đi ra đó, thì đây là ra đường chính rồi á. Nhưng mà quay ngoài đường chính như này thì cũng không có gì hay. Bây giờ mình kiếm một cái hẻm nào mình chui vô để mình quay phía trong á, coi bây giờ mình qua đường đi. Với lại quay trong hẻm á, thì cho nó cái cung đường cho nó thiên nhiên hơn. Với lại mấy cái đường này nó không có láng, nó kiểu như nó sần sùi á, thì mình quay mình biết, mình coi thử cái khả năng chống rung của nó như thế. Đó thì hai em này nó lượm điều đó, trời mùa này mà điều còn quá trời luôn, không biết bao nhiêu tiền một ký nữa. Bây giờ mình dừng để mình coi thử cái góc quay nãy giờ như thế nào, nếu mình thấy chưa có ok thì mình chỉnh góc quay tiếp. Hello mọi người, bây giờ mình mới quay một cái góc quay mới, giờ mình chỉnh cao hơn chút xíu rồi đó. Thì xung quanh ở đây thì người dân ở quê mình đó thì chủ yếu là trồng tiêu với cà phê với điều. Thì góc quay này thì nó quay dây đeo ngực thì nó chỉ quay về phía trước thôi. Nó có nhược điểm là mình có gì hay hay á, mình muốn quay qua hai bên á, thì nó cũng không có quay được. Cái này phù hợp cho ai mà must fit hay này kia, gắn vô nón bảo hiểm thì nó quay theo cái đầu mình. Mình thích quay đi đâu thì nó quay theo đó. Còn quay cái này thì nó chỉ quay phía trước thôi. Bây giờ tới cái ngã ba rồi. Bây giờ quẹo trái thì cũng không có gì, hay quẹo phải đi để mà vô cái lô cao su. Với lại vô cái đường đất này á, đường đất này thì nó mình coi thử nó chống rung có tốt không đó mà. Đó phía trước á, mọi người, là cái lô cao su. Thì bên trái á
là cái vườn cái cao su của nhà nước trồng, còn bên phải là đất của người dân, là đất trồng tiêu với cà phê. Thì cái lô cao su này thì cái diện tích nó rất là lớn ha, nó có thể nó dài tới cả chục cây số luôn á. Trời, đi mấy con đường này nó dằn ghê trời, nhưng mà mình mới thích những con đường này. Quay mấy cái đường này nó mới biết được thực sự cái khả năng chống rung của nó như chống rung, coi nó có tốt không đó mà. Thì đây là cao su người ta mới trồng. Hồi trước đây là cao su già mà người ta chặt hết rồi, người ta trồng cao su mới lên. Còn dưới gốc cao su là người ta trồng bí hay trồng bầu cái gì đó. Trời, đi cái đường này nó tưng dưới trời. Đường này thì chắc có GoPro Hero 6 mới chịu nổi quá, hoặc là iPhone X, chứ cái 6S Plus mình không biết có chịu nổi không đó. Mọi người thấy cái đầu xe mình nó rung quá trời rung không? Thì mình cũng không biết là cái 6S Plus này quay có tốt không nữa. Thì về nhà mình mở lên mình mới biết được. Đi mấy đường này nó rung dữ quá. Lâu rồi thì mình cũng không có ra clip, thì không, bữa giờ lâu rồi cũng không có đi tour đi du lịch nên không có clip cho mọi người coi, vì bữa giờ không có tiền với kinh phí, không có với không có thời gian á. Chứ có là có clip để coi rồi. Bây giờ đi quay tại vì mới mua cái dây đeo ngực thì sầm sàm quay đi xung quanh quay chơi đó mà. Mọi người thấy cái đường này sao? Thấy à? Trời, đây chắc mới mưa xong rồi, chút nước rồi. Không biết phía trước có dễ đi không nữa. Đường này thì lâu rồi mình cũng không có đi nên mình không có biết cái đường này nó có dễ đi không. Đây thấy buồn quá ha. Đây thì mình ban ngày mình mới dám đi thôi, chứ ban đêm mà biểu mình đi chắc mình cũng không dám đi đâu. Đường nó vắng tanh, thấy thấy nó ghê ghê sao á. À, quên nói, cái chiếc xe mình đang đi là cái xe quay quen pha. Thì chiếc này của ba mình mua thì chắc mười mấy năm rồi, 15 năm rồi. Xe này thì ba mình hay đi, mình thì chiếc mình hay đi là chiếc quay RS. Rồi vô cái đường này nó có cái cảm giác như vô cái ma rừng Lữ Quán, nó rung mà nó lắc, nhưng mà đây thì nó dễ đi hơn. Ma rừng Lữ Quán thì dốc rất là khó đi. Rồi giờ mình ra đường chính rồi, cũng không phải là đường chính nữa, đây là ra cái đường đường nhựa. Cái đường này thì cũng mới làm 2 năm nay thôi, chứ hồi trước nó cũng đường đất rất rất là khó đi. Giờ thì thấy đi cũng ok rồi. Bây giờ mình tiếp tục vô cái lô cao su.
Thì cái huyện mình ở là Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì cái huyện mình nó không có giáp biển nên cái tiềm năng du lịch nó không có. Nó vẫn như mấy cái vùng khác là giáp biển như Vũng Tàu hay là Bình Châu. Thì quê mình nó cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Bây giờ mình quay thì cũng không có gì để quay. Từ nhà mình mà xuống biển Vũng Tàu thì 50 cây á. Bây giờ mình dừng mình coi cái góc quay như thế nào. Nếu mà thấy không được thì mình chỉnh tiếp. Đó giờ mình mới chỉnh cái góc quay mới. Mọi người thấy có ok không? Mình giờ mình chỉnh nó cao hơn chút xíu á. Thì mình quay bằng camera sau nó rất là khó chỉnh, tại vì mình canh rất là khó. Mà quay bằng camera trước á, thì nó dễ canh nhưng mà nó không có chống rung quang học á. Nên mình quay bằng cái cam sao. Đó đây là người dân đang chăn bò. Thì bò ở đây nó không có nhiều như Tây Nguyên, Đắk Lắk. Thì người dân đây thì chăn cũng mấy chục con thôi, chứ không có nhiều như Tây Nguyên, Đắk Lắk thì nó chăn tới mấy trăm con luôn. Đó đây là cao su già người ta chặt hết rồi, để người ta chuẩn bị trồng mấy cây cao su non lên đó. Lâu rồi không có cảm giác đi tour cũng buồn. Đi núi chán rồi, giờ muốn đi biển chơi. Nếu mình đi biển á là mình đi Nha Trang với Phan Rang. Biển miền Trung thì mình thích, nó rất là sạch. Biển Bình Thuận thì cũng không có đẹp lắm, mà giờ đi ra Nha Trang thì biển nó ok hơn. Mình thì mình cũng có cái camera hành trình nhưng mà mình ít sử dụng, đó là cái SJK 4000 wifi, tại vì quay chất lượng nó kém quá, với chống rung nó không có tốt á, nên mình không có thích. Mình cũng muốn mua cái camera mới rồi nhưng mà chưa có tiền. Mình tính mua cái GitUp G3 Du. Bây giờ quẹo trái là ra thị trấn Ngãi Giao, còn quẹo phải thì về nhà mình. Thôi giờ mình về thôi, chán rồi. Đó cái ngã tư hồi nãy mình mới vừa đi ra đó là chết cũng nhiều người rồi đó. Nó tông xe chết rất là nhiều người. Thì mình cũng muốn mua cái GoPro Hero 6 nhưng mà nói chung mua GoPro thôi. Hero 4 còn chưa có tiền mua mà. Thôi khi nào có tiền mua cái GitUp G3 Du. Chứ mình có cái SJK mà mình không muốn xài luôn á. Quay nó chán quá, mình không có thích xài. Bây giờ tới cái hồ rồi. Mình tính vô quay cái hồ chút xíu. Cái hồ nước thì nó cũng không có gì. Quay thử cái khung cảnh ở quê mình thôi mà. Cái hồ này thì cách nhà mình 2 cây số. Nhìn trên Google Maps thì không có cái hồ này, nên mình cũng không biết tên cái hồ là gì. Mình cứ hay kêu là hồ Núi Nhang. Không biết đúng cái tên nó là kêu như thế nào. Đó cái hồ này thì ở dưới thì người ta đang câu cá. Thì bây giờ video mình tới đây kết thúc ha. Nếu mọi người thấy hay thì nhấn đăng ký hay là like, comment ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người.